chào quý khán giả và bà con ngư dân. Gió mùa Tây Nam đang gia tăng dần cường độ tại khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa. Đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam tăng lên cấp 3, cấp 4, sóng biển vẫn thấp dưới 2 mét. Từ chiều tối mai, mưa cũng tăng lên diện rải rác. Sang ngày 25 đến 26 tháng 8, gió sẽ mạnh lên cấp 4, cấp 5 và có lúc cấp 6, xuất hiện biển động nhẹ. Kèm theo đó là mưa dông diện nhiều nơi. Tầm nhìn giảm thấp, nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật. Còn với khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, từ nay đến ngày 25 tháng 8, thời tiết tại đây vẫn tốt với trường gió yếu, sóng nhỏ và ít mưa dông, nên các hoạt động lưu thông ra khơi đánh bắt, khai thác ngư trường của bà con ngư dân vẫn khá thuận lợi. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, đêm nay và ngày mai mưa rào và dông vẫn tiếp tục ở khu vực phía bắc của Vịnh Bắc Bộ, cũng như với tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ. Từ ngày 25 đến 26 tháng 8, mưa giảm nhanh, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng biển thấp dưới 2 mét. Các hoạt động ra khơi đánh bắt, khai thác ngư trường và đi lại trên khu vực sẽ thuận lợi. Thời tiết tốt cũng duy trì ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn. Tại đây có gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, mưa ít, sóng thấp, biển lặng, thuận lợi cho việc ra khơi đi lại của tàu thuyền. Gió mùa Tây Nam đang mạnh dần nên trong 3 ngày tới trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực Côn Đảo cũng chịu tác động của gió mạnh, mưa tăng và sóng cao dần. Tầm nhìn xa bị giảm thấp, nguy cơ tố lốc và gió giật cũng gia tăng, khiến các hoạt động hàng hải sẽ ít nhiều gặp khó khăn. Tương tự trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc, từ nay đến ngày 26 tháng 8, gió Tây Nam mạnh lên cấp 4, sóng thấp dưới 2 mét. Mưa dông cũng tăng lên diện nhiều nơi làm tầm nhìn giảm, nguy cơ lốc xoáy và gió giật cũng xuất hiện, các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!